Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của xe hơi. Thì ở trước mặt em là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp màu trắng. Thì trong video này em xin phép cập nhật đến cho quý anh chị chính sách giá của Hyundai Santa Fe thời điểm tháng 11, và thời điểm này cũng là thời điểm cận kề chuẩn bị kết thúc chương trình giảm thuế trước bạ. Thì trong thời điểm tháng 11 này là thời điểm giá tốt hơn so với thời điểm tháng 12, tại vì khi mà gần hết rồi thì quý hàng sẽ có cái hiệu ứng là chạy thuế để được giảm thuế. Và thuế của một chiếc xe Hyundai Santa Fe thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 60 đến 70 triệu. Đó, một số tiền khá là lớn. Thì trong video này thì chính sách giá của Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp với giá niêm yết là 1 tỷ 155 triệu, thì hiện tại bên em đang giảm xuống khách hàng là còn 1 tỷ 145 triệu, và lăn bánh ở tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận, thì đâu đó rơi vào khoảng là 1 tỷ 215 triệu. Vâng, một con số mà sau cái đợt giảm giá thì con số này không cả lớn bằng giá niêm yết của xe đó. Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp thì hiện tại bên em có sẵn những màu xe như là màu trắng, màu đen và màu đỏ với cái giá lăn bánh như vậy, và bên em có hỗ trợ cái trả góp cho khách hàng là tối đa đến 80% giá trị xe với mức lãi suất chỉ là khoảng năm đầu khoảng 0,62% một tháng, và nếu mà cố định trong 3 năm thì đâu đó rơi vào khoảng 0,75% một tháng. Những cái công nghệ nổi bật của Santa Fe phiên bản cao cấp thì có thể kể đến là công nghệ Hyundai Smart Sense, rồi các cái công nghệ tiện nghi ở hàng ghế phía trước như là thông gió, sưởi ấm và làm mát ghế cho hàng ghế phía trước, sạc không dây, rồi điều hòa tự động hai vùng độc lập có lọc không khí ion, chuẩn bị cách 250m giao nhau với đường cho người đi bộ, và có camera 360 độ cũng như là hàng loạt các cái phím bấm tiện nghi là hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình chủ động SCC, hỗ trợ phòng tránh va chạm cho người phía trước cũng như là hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương, công nghệ đèn full LED có tích hợp tính năng hạ pha xuống cốt khi gặp xe đối diện, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, gương trợ bên trong chống chói tự động. Hàng ghế thứ hai thì được trang bị đó là với độ ngả lưng ghế tốt cũng như là khoảng chiều dài cơ sở tốt thì cũng giúp cho hàng ghế thứ hai rộng, và cửa gió điều hòa thì cũng được tích hợp cho hàng ghế phía sau, đèn nổ start top cũng như là đèn nổ từ xa được trang bị cho tất cả các phiên bản. Đến với hàng ghế thứ hai như em vừa nói qua thì hàng ghế thứ hai có thể có độ ngả lưng ghế tùy chỉnh và có hệ thống loa dọc xe, đó là 10 loa Harman Kardon, đây là loa của Mỹ, tạo ra âm thanh rất là trung thực và sống động. Đến phần đuôi xe thì sẽ có cụm đèn hậu sạc LED full LED và có camera 360 độ. Mở cốp thì tất cả phiên bản của Santa Fe đều được trang bị đó là cốp điện và có nhớ cốp cũng như là chống kẹt thông minh. Trên phiên bản cao cấp thì sẽ có những cái bo viền chrome xung quanh xe tạo cho chiếc xe tinh tế và sang trọng hơn. La răng của phiên bản cao cấp được trang bị với kích thước đó là 19 inch và phiên bản tiêu chuẩn là kích thước là 18 inch. Đó, cốp mở điện tích hợp tính năng chống kẹt. Tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome sáng và có tích hợp nút đóng mở khóa. Phần đầu xe thì anh chị có thể thấy là xe được trang bị mạ chrome lưới tản nhiệt cũng như là phần cản trước, hệ thống đèn full LED như em vừa
nói đây là cụm đèn LED chiếu qua projector thông minh. Về phần Hyundai Santa Fe phiên bản giàu cao cấp thì hiện tại bên em cũng có sẵn những cái màu như là màu trắng, màu đỏ, màu đen và có chính sách hỗ trợ giá như sau. Giá niêm yết của xe là 1 tỷ 199 triệu và Hyundai Santa Fe phiên bản giàu thì đợt này hàng cũng đang khá là hiếm, cho nên là phía đại lý thì chỉ có giảm giá cho quý hàng là còn 1 tỷ 190, có tặng phụ kiện cho quý hàng là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Phim cách nhiệt thì bảo hành 10 năm và cái giá lăn bánh của Hyundai Santa Fe phiên bản giàu cao cấp tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng 1 tỷ 265 triệu, 1 tỷ 265 triệu và cũng có hỗ trợ trả góp tối đa 80% giá trị xe, mức lãi suất ưu đãi trong một năm đầu khoảng 0,62% và cố định 3 năm thì rơi vào khoảng 0,75%. Anh quý anh chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em có thể tư vấn rõ cho quý anh chị về chính sách giá, quà tặng, khuyến mại cũng như là hỗ trợ trả góp tại thời điểm quý anh chị quan tâm và gọi điện. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi, ủng hộ channel của Hùng Xe Hơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.